chữ, nét người, câu thành ngữ mà cha ông đã đúc kết truyền dạy cho con cháu thế hệ mai sau. Nét cong, nét thẳng mà vẽ lên hình nước. Nét thanh, nét đứng mà họa lên dáng người. Ngữ pháp ngà năm núi cao sông dài phác họa hình nước non. Thư pháp từ tâm nét cong nét thẳng phác họa người dương. Người dương pháp ngã nghiên bầu dụ tình người nặng tình quê. Thư pháp vườn bay lắng nghe huyền thoại thôi kể lại. Xuân hồng như nắng, hạ tím như mùa thu, vàng như lá khô, đơn trắng như mây trời bao. Sông dài phác họa hình nước non.